Hello, xin chào mọi người. Nên là sau một khoảng thời gian chờ đợi rất là dài thì cuối cùng Đức cũng đã có thể quay trở lại để có thể quay clip review du lịch để gửi tới mọi người. Và ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi mà hiện tại Đức đang có mặt ở sân bay Dubai để chuẩn bị tham gia vào một hành trình lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Đó là hành trình bay thẳng từ Hà Nội tới Côn Đảo. Như các bạn cũng đã biết là thời gian vừa qua thì thông tin báo chí cũng đã nói rất là nhiều về việc Bamboo Airways chính thức mở đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh đến Côn Đảo. Và ngày hôm nay thì điều đó đã trở thành sự thật và Đức đang có mặt ở sân bay để chuẩn bị lên máy bay lúc 7 giờ sáng. Và bây giờ các bạn hãy cùng Đức vào bên trong để làm thủ tục. Và một lát nữa Đức sẽ gửi cho các bạn hình ảnh của chuyến bay đặc biệt này. Mời các bạn. Và một thông tin khi mà các bạn vào làm thủ tục mà các bạn cũng nên lưu ý, đó chính là vấn đề hành lý. Không phải là được quá thoải mái đâu. Mỗi người chỉ được 7kg xách tay cộng 15kg ký gửi mà thôi. Vậy nên chúng ta hãy cân nhắc cái việc mang đồ đạc của chúng ta sao cho nó hợp lý để không bị quá cân. Bạn có thể nhìn thấy Đức được một bạn tiếp viên của Bamboo Airways tặng cho một túi quà đúng không ạ? Đây chính là món quà mà Bamboo Airways dành tặng cho những khách hàng đầu tiên bay tới Côn Đảo. Đó là mỗi người sẽ được một chú rùa. Chú rùa vì rùa là được coi như là biểu tượng ở Côn Đảo ấy. Rất là hay và ý nghĩa trong cái ngày ra mắt đường bay thẳng từ Hà Nội vào Côn Đảo. Máy bay để đến Côn Đảo. Và đây là một máy bay đã làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua của Bamboo Airways, được Bamboo Airways thuê lại. Chúng ta có thể thấy chiếc máy bay Embraer 195. Và nếu để so sánh với chiếc ATR-72 của Bamboo thì chiếc máy bay này nhìn có vẻ to hơn khá là nhiều. Sự khác biệt lớn nhất là về sức chứa của chiếc máy bay. Thì với ATR-72 thì có thể chứa được 68 khách trên một chuyến bay. Nhưng với Embraer 195 thì sức chứa của máy bay này là 99 ghế. Sau khi được Bamboo Airways cân đối lại, Embraer 195 và ngay bây giờ Đức sẽ lên máy bay để cho các bạn xem chuyến bay diễn ra như thế nào và khoang hành khách như thế nào. Các bạn. Kích thước của tàu bay này đã được Bamboo Airways cải thiện lại. Đáng lẽ ra thì tàu bay này sẽ có 118 ghế tất cả, thế nhưng mà để cho một chuyến bay an toàn và hành khách có một cái chuyến bay thoải mái nhất thì Bamboo Airways đã cân đối lại ghế và không giữ 118 ghế nữa mà đã đổi thành 80 ghế hạng phổ thông và 19 ghế hạng thương gia. Và điều đặc biệt ở trong cái chuyến bay lần này, cái chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways từ Hà Nội vào Côn Đảo hay là các chặng Hải Phòng Côn Đảo, Vinh Côn Đảo là các máy bay Embraer 195 của Bamboo Airways là tàu bay thuê ướt, nên Bamboo Airways thuê cả nguyên phi hành đoàn của chiếc máy bay đó luôn. Và hầu hết các tiếp viên hàng không, các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay ngày hôm nay đều là người nước ngoài. Có một tiếp viên trưởng là nữ và có thêm hai tiếp viên ở khoang sau. Và bây giờ họ đang hướng dẫn thủ tục an toàn bay. Khi mà chúng ta đã ổn định được chỗ ngồi rồi, máy bay lên độ cao an toàn thì Bamboo Airways sẽ phục vụ đầu tiên sẽ là khăn ướt, tiếp theo là nước khoáng. Nếu như ở khoang thương gia thì sẽ được phục vụ nước cam, cà phê. Thế nhưng mà khoang phổ thông thì chúng ta sẽ được phục vụ nước lọc. Tiếp theo, sau khi nước lọc được phát xong thì những tiếp viên trên máy bay sẽ phát cho chúng ta bữa ăn sáng. Đây là cái quyền lợi của chúng ta khi mà bay những chuyến bay vào buổi sáng. Và như chuyến bay của Đức ngày hôm nay thì là 7 giờ. 7 giờ là đúng giờ ăn sáng rồi. Thì mỗi người được một cái bánh mì như thế này. Bánh mì thì bên trong rất là đầy đủ luôn. Có cả rau, có cả chả, có thịt. Đấy, như các bạn có thể nhìn thấy. Và như các bạn có thể nhìn thấy này, thì cái chỗ để chân, chỗ ngồi rất là thoải mái.
Tuy nhiên là có một cái điểm mà Đức chưa ưng lắm ở trên chiếc máy bay này, đó chính là cái ghế không thể ngả ra. Thế nhưng mà trên Embraer 195 thì Đức chưa thể tìm được cái nút nào để có thể ngả được cái ghế ra cả. Đây là cái điểm duy nhất mà Đức cảm thấy chưa thực sự ưng lắm với cái máy bay này. Chuyến bay này, khi mà Đức ngồi trên máy bay, Đức có thể dễ dàng nhận ra một điều là máy bay rất là êm khi mà bay trên bầu trời. Cũng có thể là ngày hôm nay do thời tiết khá là đẹp, vậy nên là chuyến bay rất là êm, kể cả lúc cất cánh hay là lúc hạ cánh. Lúc hạ cánh thì cái mùa này ở Côn Đảo nó là cái mùa gió chướng, thì gió khá là to nên máy bay không thể nào tránh khỏi cái tình trạng bị rung lắc. Thế nhưng mà tổng quan thì ngồi trên Embraer 195 thì thực sự là nó rất là êm luôn, êm hơn rất là nhiều, rộng rãi, êm hơn so với ATR-72 mà chúng ta bay từ chặng Sài Gòn hay Cần Thơ vào Côn Đảo. Và bây giờ Đức đã đến Côn Đảo rồi đây, máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Côn Đảo. Khi mà lên máy bay ngày hôm nay thì Đức cảm nhận được trong mỗi một hành khách, trong cái ánh mắt của họ, đó chính là có một sự háo hức để được bay thẳng từ Hà Nội đến Côn Đảo. Bây giờ tại Côn Đảo là 9 giờ 25 phút sáng và chỉ mất 2 tiếng 25 phút thôi là chúng ta đã có thể đến với Côn Đảo từ Hà Nội rồi, tiết kiệm rất nhiều thời gian so với trước đây. Cũng nên dành một lời cảm ơn cho Bamboo Airways khi đã mở đường bay thẳng từ Hà Nội, Hải Phòng và Vinh đến Côn Đảo để giúp cho cái việc đi du lịch cũng như là đi lễ tâm linh của các du khách trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong trung tâm Côn Đảo.